Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái clip nấu bữa cơm trưa. Từ sáng giờ vợ đi đi làm là mình ở nhà trông con, giờ tới giờ trưa nấu cơm. Giờ nấu cơm pha mắm. Và sáng vợ đi làm thì đưa mình có 40 mấy ngàn mua ở nhà mua mắm và kho. Đây nha mọi người, đây là nguyên liệu để mình chế biến món ăn trưa nay này. Đấy, đưa 40 ngàn không biết mua gì hết. Đấy, mình mua miếng khóm 7 ngàn. Đấy. Đấy, mang dơm mấy cà chua đây, như bàn cá ngừ này. Đấy, đưa như ba con cá ngừ, như rô sống đây tổng cộng hết là 27 ngàn. Đấy, nó đưa 42 ngàn, giờ mình mua tháo lại còn 10 mấy ngàn này. Đấy, ngày nay quận trong Long Quân. Đấy. Đây là bữa ăn siêu tiết kiệm này mọi người. Giờ đưa 4 ngày mình mua 2 máy ngàn thôi. Đấy, trưa nay mình sẽ nấu cá ngừ kho ngọt. Đấy. Chấm rau sống, chấm nước cá ngừ kho ngọt này. Đấy. Đấy. Một món nữa là bầu âm. Đấy. Bầu âm bầu nấu canh. Nói chung bầu là ở nhà trồng, không có tốn tiền mua. Đấy, giờ đang dịch khó khăn nên phải tiêu xài tiết kiệm mọi người, khó khăn là tài chính, phải ăn uống tiết kiệm. Mọi người, giờ mình bắt đầu sơ chế món nhiều liệu để chế biến món ăn. Trước tiên là mình sẽ khóm lại đó. Nước chua ngọt này có khóm như cà chua thôi. Này con gái mình sẽ phụ bếp cho mình. Đấy. Giờ mình con rửa cà chua cho ba đi. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Nào, đấy, mình muốn bỏ cái tô cho ba nha. Đấy, gái lớn mình 5 tuổi ha, nhờ được rồi nha mọi người. Baby 5 tuổi, bạn là tôi nhờ được rồi đó. Ngư cá ngọt thì phải cá ngừ, phải có cá ngừ, mình mua được 3 con cá ngừ. Đấy, xem thì mình đã rửa xong nguyên vật liệu, giờ nấu món kho. Giá hành với ớt. Giá hành với ớt nữa. Nếm cho nó cay. Ớt mình giá hồi danh. Đấy, mình giá xong hành với ớt rồi, giờ đâu mình kho rồi. Bật bếp lên, đổ dầu vô chiên cá.
Chào rồi. Rau, treo. Khi mà mình chiên cá nó vàng à, thịt vàng nó mình tớ. Cái khi mình kho này mình chiên cho nó vàng. Từ khi mình chiên cá nó vàng hai mặt rồi. Thì mình để đổ cà chua với khóm vô thì ập dung lại đó chứ. Giờ mình pha nước mắm để đồ nêm nếm cái món cá, cái món cá nó được chua ngọt rồi. Giờ mình sẽ pha nước mắm để mình nêm nếm vô cái món cá chua ngọt, bỏ một món bột ngọt. Một cái tiêu này, ít đường thôi đấy, vì cà chua với khóm nặng có vị ngọt sẵn rồi, cho ít đường thôi. Đây thì mình cho thêm, cho một chút nước mắm vô, vừa thôi chứ không mặn. Đấy, mình cho thêm chút nước vô để đây đỡ mình quậy ra tan bột ngọt đường. Đấy, quậy ra tan bột ngọt đường. Rồi mình vơ dung ra, mình đổ gia vị vô. Giờ mình thêm chút nước vô để chút nữa có nước mình chấm rau xong. Thiếp thiếp luôn. Thì trong khi chờ món cá chín thì mình bắt đầu là gọt bầu để làm món bầu âm. Bầu này nhà trồng, không có tốn tiền. Cho thêm chút ớt tương luôn, tương ớt vô cho nó tăng cái độ đậm đà, cái độ sệt nó ngon. Chúng là chua chua ngọt rồi cây cây nữa, nó khói tanh, người ta ngửi nó tanh rồi, siêu cây luôn. Nói chung là con bé mình ăn cây được, mình còn nấu cây được ăn. Đấy, giờ mình bắt cái son này để mình âm bầu. Đũa đảo lên, rồi hơi bị cháy cháy rồi, cái gì vậy, trừ điểm không?
chưa em. Cần bầu âm như muốn cá con mình đã làm xong. Giờ gái mình đang liệt rượu sống nữa, rửa chấm với nước lại đây. Nó hề tay đào đào không? Dạ. Đào giót ra. Giót ra. Nhánh. Nữa thì giót nữa. Đây mọi người đây là món cá hay kho ngọt. Đấy, một món. Chắc nước này chấm rêu rồi. Nước này nó còn chấm rêu sống. Gái ba cô mày. Đấy, con gái cũng là nem túi mình nhờ được rồi. Đấy. Chứ mình có hai đứa con gái. Đấy, đứa chút xíu kìa. Đưa mẹ con, mời mẹ. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình. Rồi. Sao mẹ giờ mẹ mẹ ngạc nhiêu? Mẹ giờ chưa thấy con lúa. Em đi ra. Phá phá. Ê em phá anh. À, đợi ba mẹ anh con em phá anh. Mà cứ về em coi là. Rồi mọi người khối anh khối anh. Đấy. Bên nhỏ mình đã đổ hết đâu cũng là khối anh khối anh. Mình và gia đình vừa dùng xong bữa cơm siêu tiết kiệm. Đấy, bữa cơm mình là 27 ngàn. Mình xin kính chúc mọi người có một bữa cơm gia đình thật là ngon miệng, ấm áp, hạnh phúc. Mọi người nhìn xem clip của mình thì nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình để kênh mình phát triển và mình sẽ làm nhiều clip
hơn để cho mọi người xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.